Sau nhiều tháng trì hoãn, đàm phán lâm vào bế tắc, Hoàng gia Qatar quyết định tung chiều cuối, thể hiện quan điểm cứng rắn trong thương vụ hỏi mua câu lạc bộ Manchester United. Cụ thể, trong một động thái mới nhất nhằm giành quyền kiểm soát gã khổng lồ Premier League, được tường thuật lại bởi báo Anh Sportmail, thân vương Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã gửi lời đề nghị trực tiếp tới chủ sở hữu câu lạc bộ, gia đình Glazer và tập đoàn Ren, chủ ngân hàng Mỹ quản lý thương vụ đổi chủ. Đúng như dự báo của giới chuyên gia tài chính, tỷ phú người Qatar đang cảm thấy nóng mặt vì sự chây ỉ và thái độ không hợp tác của nhà Glazer, chủ sở hữu Man United hiện tại. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã tung ra đòn quyết định với việc đặt deadline ngược lại cho ban lãnh đạo MU, rằng ông sẽ chỉ chờ đến thứ 6 tuần này, theo giờ Anh, tức là hết ngày hôm nay. Sau đó, làm gì còn sau đó nữa, các nhà đầu tư Qatar sẽ hoàn toàn từ bỏ thương vụ và tìm kiếm dự án tiềm năng khác, ví dụ như West Ham, nhà vô địch Conference League gần nhất. Nhưng cũng có thông tin cho rằng, sau deadline thứ 6 tuần này, lời đề nghị của Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani vẫn sẽ có hiệu lực, nhưng phía tỷ phú Qatar sẽ không tiếp tục thương thảo. Dường như, giới chủ nhà Glazer vẫn chưa muốn từ bỏ miếng bánh béo bở mang tên Man United. Theo nguồn tin từ Sky Sport vài ngày trước cho hay, ban lãnh đạo người Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm sẽ chỉ bán câu lạc bộ với mức giá 6 tỷ bảng. Thậm chí, họ còn đang manh nhà ý định bán cổ phần nhưng vẫn giữ nguyên vai trò quản lý của bản thân đối với câu lạc bộ. Tức là chủ sở hữu của MU có thể đổi, nhưng thành phần quản lý chính vẫn sẽ là nhà Glazer. Đây thực sự là tin dữ với người mộ Man United, bởi họ quá chán ngán với nhà Glazer và muốn giới chủ giả tạo này sớm khăn gói khỏi câu lạc bộ. Tuy nhiên, thực tế chỉ là thái độ chây cối của Joe Glazer và Abraham Glazer. Kể từ khi họ xác nhận để ngỏ ý tưởng bán lại cổ phần của Man United từ tháng 11 năm ngoái, Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đã chính thức đưa ra mức giá hỏi mua MU và tất cả những lời đề nghị đó đều vô cùng thiện chí, nhất là với đề nghị đến từ giới chủ Qatar. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn và vạch ra bản kế hoạch chi tiết phát triển câu lạc bộ trong tương lai. Tuy nhiên, nhà Glazer cho đến nay vẫn chưa hài lòng với bất cứ đề nghị hỏi mua nào. Họa chăng họ đang có vẻ ưu tiên Sir Jim Ratcliffe hơn là Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đôi chút vì lời hứa sẽ giữ lại công tác quản lý từ tỷ phú người Anh. Trước đó, Sir Jim Ratcliffe đã thể hiện quyết tâm mua lại MU khi nâng mức giá hỏi mua lên 5 tỷ bảng, con số kỷ lục thế giới. Trong khi đó, ứng cử viên nặng ký còn lại là tiểu vương Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani cũng không chịu kém cạnh. Mức giá cuối cùng được ghi nhận bởi doanh nhân người Qatar rơi vào khoảng 5,2 tỷ bảng, tương đương với 6,5 tỷ USD. Để mua lại 100% cổ phần của đội đỏ thành Manchester. Ngoài ra, nhà Glazer cũng có thể nhận thêm lợi ích tài chính khác nếu đồng ý với lời đề nghị thứ 5 từ phía Qatar. Bên cạnh đó, ông Sheikh Jassim cũng hứa sẽ đầu tư ngay lập tức 1 tỷ bảng vào quỹ đỏ. Những lời đề nghị trước đó của ông Sheikh Jassim đều nằm ở mức dưới 5 tỷ bảng, nhưng không bao gồm lời hứa đầu tư ngay lập tức 1 tỷ bảng vào câu lạc bộ. Vì thế, vị hoàng thân Qatar được cho là rất tự tin và sẽ giành phần thắng trong cuộc tiếp quản câu lạc bộ khi nắm trong tay nhiều ưu thế ở giai đoạn cuối này. Không chỉ chơi lớn khi tuyên bố sẽ mua trọn vẹn tất cả cổ phần của Man United và xóa hết nợ cho đội đỏ thành Manchester, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani còn hứa hẹn sẽ mang về sân Old Trafford hàng loạt tân binh đắt giá phục vụ cho kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến bộ đôi Kylian Mbappe, Neymar đến từ nước Pháp. Al Thani tự tin thực hiện phi vụ trên nhờ mối quan hệ đặc biệt với ban lãnh đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Ngoài ra, ông Sheikh Jassim cũng hứa hẹn sẽ cải tạo cơ sở tầng của câu lạc bộ một cách mạnh mẽ, bao gồm sân Old Trafford cũng như toàn bộ khuôn viên khu phức hợp thể thao. Điều này giúp ông chiếm nhiều thiện cảm từ Kamal Hossein và tạo ra sự khác biệt so với ứng cử viên nặng ký còn lại, Sir Jim Ratcliffe. Với tình hình hiện tại, dự kiến thương vụ mua lại quyền sở hữu Man United sẽ thiết lập kỷ lục về bán nhượng quyền thể thao. Bởi với mức giá 5,2 tỷ bảng ở lần đề nghị này do tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đưa ra, thương vụ mua lại MU sẽ vượt qua giá trị 3,71 tỷ bảng được trả cho đội bóng bầu dục Denver Broncos của giải NFL vào năm ngoái. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả các lựa chọn bao gồm bán đứt, nhận cổ đông và từ chối hoàn toàn tất cả các đề nghị vẫn hoàn toàn nằm trong tay nhà Glazer. Nếu định giá của gia đình này về Man United không được đáp ứng, họ sẽ không bán. Và ở thời điểm hiện tại, họ vẫn giữ lập trường cứng rắn với mức giá 6 tỷ bảng, một con số điên rồ. Dường như nhà Glazer đang chơi trò mèo vườn chuột với các ứng viên hỏi mua, nhằm chờ đợi một cứu cánh giữ lại câu lạc bộ. Họ mong muốn có thêm một đối tác nữa giữ lại và đề xuất cho họ tiếp tục chịu trách nhiệm điều hành câu lạc bộ. Có lẽ vì thế mà ở thời điểm hiện tại, Sir Jim Ratcliffe có vẻ đang thắng thế Sheikh Jassim trong cuộc đua giành quyền sở hữu thương hiệu đổi chủ sân Old Trafford. Giới chủ nhà Glazer sẵn sàng thảo luận thêm việc bán câu lạc bộ với doanh nhân người Anh sau những lời hứa hẹn từ vị tỷ phú này. Truyền thông xứ sở sương mù tin rằng có một điều khoản trong lời đề nghị của Sir Jim Ratcliffe cho phép cả Jen và Abraham Glazer ở lại hội đồng quản trị và tham gia công tác điều hành đội bóng. Trong khi đó, Sheikh Jassim đã quá chán ngán với những gì mà nhà Glazer làm và muốn mua lại toàn bộ quyền sở hữu cũng như quản lý MU. Qua đó, chấm dứt sự hiện diện của những cổ đông người Mỹ tại Old Trafford. Nói trắng ra, thân vương Qatar cùng các cộng sự đang quyết tâm tống khứ giữa lãnh đạo ký sinh trùng của MU
một lần và mãi mãi. Vì thế, deadline đã được tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani đặt ngược lại cho cả nhà Glazer. Họ sẽ chỉ có đúng hai lựa chọn theo kiểu yes or no. Nếu nhà Glazer đồng ý, 5,2 tỷ bảng sẽ lập tức được duyệt chi và gửi tinh tinh vào tài khoản của họ. Kèm theo đó là nhiều lợi ích tài chính khác như đã nói, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ quản lý hay sở hữu nào còn sót lại với thương hiệu Man United. Còn nếu nhà Glazer vẫn cứng đầu, chày cối không bán, ông Sheikh Jassim sẽ không thương thảo thêm bất kỳ điều gì, coi như rút lui khỏi thương vụ MLM và bắt đầu chuyển hướng sang các câu lạc bộ khác ở Anh. Dễ nhận ra, điểm khúc mắc khó tháo gỡ trong cuộc đàm phán suốt nhiều tháng này nằm ở chỗ nhà Glazer chưa muốn từ bỏ quyền sở hữu hoặc quản lý con gà đẻ trứng vàng Man United. Abraham Glazer đã dự khán trận chung kết FA Cup ngày 3 tháng 6, nơi Man United thua Man City 1-2 bởi cú đúp của Ilkay Gundogan. Khi rời sân Wembley, ông chủ người Mỹ được phóng viên Sky Sports hỏi: "Ông có chắc chắn bán Man United không? Ông có chấp nhận lời đề nghị của Radcliffe hay phía Qatar không? Tại sao ông không nói chuyện với người hâm mộ? Không phải người hâm mộ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra với việc tiếp quản sao?" Nhưng Abraham Glazer đều phớt lờ các câu hỏi, từ chối giao tiếp bằng mắt và đi thẳng vào bãi đỗ xe. Điều này cho thấy nhà Glazer rất có thể sẽ tiếp tục ăn dầm nằm dê tại Old Trafford nhằm vơ vét và trục lợi đến cạn kiệt tài nguyên quân đỏ thành Manchester. Giờ đây, các Man United chỉ còn biết trông mong sự cứng rắn của tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani sẽ đảo ngược được thế cờ, giúp họ tống khứ lũ ăn bám khỏi câu lạc bộ vĩnh viễn. Nhưng khi thời hạn thứ 6 đã đến, liệu có cú twist nào diễn ra?